Chào năm mới cả nhà. Ngày đầu tiên của năm mới thì mọi người đã đi chơi được nhiều chưa nè? Người ta thường nói là mồng 1 Tết nội, mồng 2 Tết ngoại, nhưng mà bố mẹ Hoa thì ở gần nên là vợ chồng Hoa cho Ivy qua chúc Tết ông bà ngoại trước xong rồi mới qua nhà ông bà nội. Trời đất ơi các bạn nhỏ Ivy nè, ông bà ngoại chưa kịp đưa bao lì xì là em đã đòi rồi đó. Nhà Hoa có bốn anh chị em, ba người đã lập gia đình rồi, chỉ còn mỗi bé Út là đang học đại học thôi. Nhưng mà may mắn là lập gia đình xong đứa nào cũng ở gần nhà nên là Tết đến mới đồng đủ thành viên như vậy nè. Năm nào cũng vậy chỉ là chúc Tết bố mẹ thôi nhưng mà mấy chị em Hoa cũng phải xếp hàng từ lớn tới bé cho đúng thủ tục. Tết năm nay thì nhà Hoa thiếu một thành viên nhưng mà cũng có thêm một thành viên mới đó là em dâu của Hoa đó cả nhà năm mới đứng trước mặt chúng ta như một chương mới của cuốn sách cuộc đời hãy đặt ra mục tiêu của mình trong năm mới và nỗ lực hoàn thành tất cả các mục tiêu của mình đặt ra để viết lên một câu chuyện thật đẹp bạn nhé hoa chúc cho tất cả mọi người có một năm mới thật là nhiều sức khỏe hạnh phúc bình an và sự nghiệp thành công mỹ mãn cùng hoa đặt bút ghi lại những mục tiêu trong năm mới để năm sau nhìn lại xem mình đã làm được những gì nha